trở lại với phần tin tức nổi bật về vấn đề lập trường ủng hộ Ukraine đó à, người ta quan tâm về ngân sách sắp tới mình sẽ có thì giờ để mình bàn thêm và vẫn đang chờ đợi xem liệu rằng chính phủ có đóng cửa vì ngân sách trong đó là do Thái và Ukraine được chia làm hai gói à, cái vấn đề hiện nay đối với sự ủng hộ của Ukraine đối với thành viên và đặc biệt ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa như thế nào ông uh, Chris Christie thì ông nói rất rõ yeah. Ông có một, đưa ra một cái ví dụ, có một cái sự liên hệ giữa cái cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine ngày hôm nay và cái thời điểm mà xảy ra trận thế chiến thứ hai. Chúng ta biết là lúc đó chỉ vì Anh quốc và nước Pháp tỏ ra mềm yếu cho nên Hitler khởi đầu đánh Ba Lan rồi sau đó đánh qua Tiệp làm nổ bùng trận thế chiến. Ông Chris, ông Chris Christie nói nguyên văn như thế này. Đây không phải là một sự lựa chọn. Đây là cái giá mà chúng ta phải trả cho cái việc mà chúng ta trở thành một quốc gia lãnh đạo của thế giới tự do. Còn cái ông mà uh, danh nhân trẻ Ramaswamy đó, thì ông đề nghị rằng các khu vực Ukraine mà hiện nay bị Nga chiếm đóng á đó, nên vẫn nằm ở trong tay của Putin. ông nói rằng đây không phải là một cuộc chiến giữa cái thiện và cả ác. Tức là một cái lập trường và đầu hàng rõ ràng. phải không? Ông DeSantis á thì bày tỏ sự hoài nghi về một số khoản tiền mà Mỹ đã gửi qua cho Ukraine. Ông nói là chúng ta cần chấm dứt cuộc chiến này để tập trung vào an ninh biên giới. Thưa quý vị, uh, xin nói một cái quan tắt là nếu mà nước Mỹ để cho Putin lấn sân chiếm được Ukraine thì bước kế tiếp sẽ là Ba Lan, có thể là Phần Lan, có thể là Moldova phải không? Là những quốc gia mà Putin đang thèm thuồng muốn chiếm đóng, ừ. Mỹ không thể để chuyện đó xảy ra được và chuyện liên quan đến tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine hay không sẽ là đề tài tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và dân chủ bước vào năm 2024. À, tuy nhiên, đảng dân chủ theo các phân tích ra họ đều cho rằng đã thắng lớn trong cuộc bầu cử trong năm vừa qua trên khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ từ California cho đến New York tiểu bang nào cũng có những cái đề luật để mà yêu cầu cử tri và muốn bỏ phiếu à, tại ba tiểu bang và họ nói rằng Deep Red rất là đỏ thực sự là như thế Ohio, Kentucky và Virginia đảng Dân Chủ đã chiến thắng lớn thế nhưng cái chiến thắng này nó đã, đã tập trung vào cái chủ đề phá thai và chống phá thai cả hai bên Cộng hòa và dân chủ đổ hàng tỷ bạc để mà vận động các cử tri trong suốt một năm qua kể từ khi mà tối cao pháp viện Hoa Kỳ đưa vấn đề phá thai hay không phá thai xuống cho các tiểu bang. Và từ Michigan giờ đây đến Ohio, cử tri đặc biệt là trong đó kể cả thành phần phụ nữ của Đảng Cộng hòa hoặc là những phụ nữ trẻ, bố mẹ của họ là thành viên Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Ohio này, thế nhưng khi bỏ phiếu mà trước đó các cuộc thăm dò đều cho thấy sẽ chiến thắng lớn. Họ muốn tiểu bang Ohio phải có những luật lệ tạo sự dễ dãi hơn cho những người phụ nữ đi phá thai mà không nhất thiết là trong trong cái thời gian. Thí dụ như ở tiểu bang Virginia Ông thống đốc tuyên bố là chỉ có giới hạn trong vòng 14, 15 tuần lễ mà thôi, nhiều thời kỳ mà nhiều phụ nữ nói rằng thậm chí tôi không biết là tôi đã mang thai nữa, đến khi tôi biết thì đã quá muộn và ông đã thất bại trong nỗ lực. Đặc biệt là thành viên của Đảng Cộng hòa đã thua ghế với Đảng dân chủ tại tiểu bang Virginia. Tại tiểu bang Kentucky, mặc dù ông Mitch McConnell dồn mọi nỗ lực để ủng hộ cho ứng viên gốc Phi Châu nghĩ rằng các vấn đề liên quan đến MAGA, những cái vấn đề liên quan đến phá thai sẽ giúp cho ông thống đốc chiến thắng. Thế nhưng họ lại bầu cho ông thống đốc của đảng Dân Chủ để tiếp tục lãnh đạo tiểu bang Kentucky. À, thưa anh, cái vấn đề chính hiện nay đó rõ ràng là phá thai và đảng Dân Chủ nói rằng thưa thắng xong lên đưa vấn đề phá thai vào trong cuộc bầu cử năm 2024 bao gồm bầu cử tổng thống luôn nữa. Chúng ta phải phân biệt hai cái cuộc bầu cử, tổng thống đó thì họ sẽ chú ý thêm nhiều lĩnh vực lắm. Ngoại giao thì xem Mỹ đối với Trung Đông ra sao, với A châu ra sao đối với vùng cựu Đông Âu cũ như thế nào. Đối nội thì các ứng cử viên tổng thống cũng phải đặt những vấn đề phá thai, quyền sử dụng súng vân vân. Nhưng mà các vị dân biểu và nghị sĩ của các tiểu bang khi ra tranh cử đó yeah cái vấn đề là sát sườn hơn ừ. người dân bỏ phiếu cho một dân biểu nghị sĩ họ những người đó đâu có, có trách nhiệm về vấn đề chính sách ngoại giao của Mỹ đâu những người đó không có trách nhiệm về chính sách quốc phòng phải không? À, và cũng không có trách nhiệm về cái nền kinh tế của toàn nước Mỹ cái đó là vai trò của tổng thống thành thử ra người cử tri đi bỏ phiếu cho dân chủ hoặc cộng hòa ở cấp tiểu bang đó họ sẽ chú ý tới những vấn đề thiết thực với họ trong đó cái quyền của người phụ nữ được là quyết định trên cơ thể của mình hay là diễn nôm ra là phá thai đó nó sát sườn hơn là những cái chuyện Ukraine này là chuyện giải gara họ họ không để ý đâu thành thử ra cái việc mà đảng dân chủ chiến thắng tại Virginia, Kentucky và Ohio đó ừ. là một cái tín hiệu rất rõ cho các ứng cử viên đảng cộng hòa hiểu một điều là quý vị đang chạm vào một vấn đề sinh tử của người ừ. phụ nữ yeah. người phụ nữ cơ thể người ta người ta không có đặt vấn đề đó là dân chủ hay cộng hòa yeah, cơ mà... thể của phụ nữ uhm... là cơ thể của phụ nữ yeah. mà cái thời điểm này thế kỷ 21 đó thì họ nói rất rõ ràng người phụ nữ được quyền quyết định trên cơ thể của mình xin nhắc đi nhắc lại câu đó để đừng có nghĩ rằng có một cái phong trào vận động để mà chấp thuận phá thai của phía dân chủ không phải đảng dân chủ chỉ hỗ trợ cái quyền của người phụ nữ được quyết định trên cơ thể uhm... của mình mà thôi người đó pro life hoặc là, là phát thai đó là yeah. chuyện của họ thì đảng cộng hòa cố tình tước đi cái quyền đó của người phụ nữ thì bây giờ người phụ nữ bảo bây giờ tôi không đặt vấn đề mm. cộng hòa dân chủ nữa mà tôi đặt vấn đề trên chính cơ thể của tôi họ vốt ao uh, đảng cộng hòa tại virginia tại ohio tại kentucky yeah. là điều tôi không ngạc nhiên cũng như trong những ngày sắp tới nếu các mm. tiểu bang khác lần lượt Yeah. Cộng hòa bị ao ra khỏi thượng viện Hoặc là hạ viện ấy, yeah. Chỉ vì những quyền rất thiết thực thôi Trong đó có quyền người phụ nữ quyết định trên cơ thể của mình Vì thế họ nói rằng <laughs> Trong cuộc bầu cử năm 2024 Sẽ còn những nỗ lực Để thúc đẩy đưa vấn đề Phá thai Quyền của người phụ nữ Vào trong các cuộc bầu cử sắp tới à, Bởi vì sao thưa quý vị Nếu phân tích đó, thấy là Ở tại tiểu bang Virginia Ông thống đốc là chống phá thai dữ dội. Thế nhưng bây giờ đó, ông thất bại bởi vì bây giờ ông chủ trương đó là sắp tới đây nếu như đảng Cộng Hòa mà chiếm đa số thì ông sẽ cùng với đảng Cộng Hòa đưa vấn đề chống phá thai cho người phụ nữ sau 14 tuần. Nhưng mà vì thất bại đó cho nên nỗ lực của ông thống đốc Virginia thất bại. Rồi tiểu bang Kentucky cũng thế nữa. Khi mà cái người thống đốc sắp tới đây họ sẽ cũng đưa vấn đề phá thai ra nếu ông lên làm thống đốc, ông sẽ yêu cầu quốc hội của tiểu bang Kentucky đang chiếm đa số đưa ra vấn đề phá thai trong vòng 14 tuần hoặc là tương tự như ở Texas cũng gặp thất bại luôn. Và vì vậy họ hy vọng những tiểu bang đỏ còn lại đã sắp tới đây, các cử tri sẽ đi bỏ phiếu để đưa vấn đề này ra để loại bỏ và có thể ngày hôm nay thưa anh những chuyên gia của đảng cộng hòa và thậm chí những cái thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa đã đưa ra khuyến cáo với đồng viện của mình đó vấn đề phá thai có thể thay đổi hạ viện trong năm bầu cử 24, có nghĩa là hạ viện sẽ thất cử để để đó rơi vào tay đảng dân chủ và đảng dân chủ có thể suýt có nghĩa là lấy toàn bộ luôn vừa quốc hội vừa bên phía tòa bài Góc. À, tòa bài gốc thì không biết ạ cái đó mình 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 phải đặt qua một bên mình chỉ nói về vấn đề lưỡng viện quốc hội thôi đó thì cái um, triển vọng và dân chủ có thể chiếm đa số được tại um, hà viện liên bang trong cuộc bầu cử năm 2024 ấy, yeah. có vẻ cao uhm. nhưng mà xin nhắc lại rằng nếu mà chúng ta cứ nhìn cái sự xét lại lập trường thay đổi lập trường của các ông ứng cử viên ấy, thì biết ngay họ phải chiều theo ý của cử tri ông Ron DeSantis trước kia hung hăng lắm về cái chuyện này do xong đấy cũng phải nói đâu yeah. có tôi đâu có bắt phụ nữ tiểu bang của chúng tôi bởi bị những hình ừ. phạt nặng nề ừ. đâu quý vị đã hiểu lầm chúng tôi vân vân thì không ngạc nhiên mai sau này những ông bà ứng cử viên của đảng cộng hòa cũng từ từ phải nói theo người mỹ là tôn đau đó ừ. tức là dịu rộng lại ừ. đối với đề tài này thôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả xin hẹn lại vào phần tin tức nổi bật ngày mai của Đài cháu đi qua anh thái chào tạm biệt quý khán giả và anh hoàng trọng thụy